trời xanh chỉ còn hoa đưa hương với cả tình ca nâng bước ta lên đường như ngày qua anh ở hậu phương. Vâng, tiếp theo chương trình xin được gửi đến toàn thể quý vị một ca khúc nữa mang tựa đề Bài ca trên núi. Thank you.
trời có sao chiều sao sương, đầu núi kia có ai đến từ thầy gì thầy Thọ, và chúc cho thầy thật là nhiều sức khỏe, thật là thành công. Xin chân thành cảm ơn thầy rất là nhiều. Và quý vị các anh chị, chúng ta đã cùng đã không quản ngại đường xa xa xôi, bất chấp thời gian ngọc vàng nắng mưa của mình, đã trở về đây chung vui. Chúng ta hãy cùng nhau chân trở về phía ban tổ chức chương trình chúng tôi để đăng ký cho mình những bản tình ca, những lời ca tiếng hát để gửi tặng cho chúng ngôi nhà mới hạnh phúc nhất, khang tráng nhất cho buổi trưa ngày hôm nay. Xin mời thầy quý vị.